thi thiên ngày ba hãy nghe và nhắc lại cách nói đợi ăn lẩu xong ra. Đang ăn lẩu xong ra. Đang lái tầng, trư khổ lái. tầng trư khổ lái. bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung bỏ thời gian nhìn một cái trâu khùng khai yển ngắn một chút càng đẹp hơn ái 点儿更好看？s có vẻ chân ngắn. khui rèn t h r ê viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱？t h một chút không khí. 轻松一下而 xung chỉ phân. Trời ạ, à, thật hay giả vậy? Thiên à, là giả đợt. Sau này sẽ có dịp. Khâu khuẩy yếu chí. Bán thế nào? Giờ mãi. Không sao, Không ảnh hưởng gì. Mấy quan gì? Chắc chắn sẽ, khẳng 肯定 định sẽ. Khẳng định khỏe. Hài lòng 100%. Bài phân rư bài ý. Tiền lẻ. Linh chiến. 460.000. 46 bản quay lại mua khuấy thấu mãi căn bản không đủ ăn cân bẩn bú cầu chứ. ăn sạch rồi Chứ quang lậu ngày trước ăn nhiều rồi 以前吃多了，别过七八年，前七八年前的事，安上，吃完。